7 triệu chứng của sốt siêu vi mà bạn cần biết. Sốt siêu vi là bệnh cấp tính hay gặp ở trẻ em và người già, có hệ thống miễn dịch yếu hoặc là suy giảm theo thời gian. Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển, khiến nhiều người mắc bệnh. Theo điều dưỡng Nguyễn Khánh Linh, khoa bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sốt siêu vi là bệnh thường gặp trong thời điểm giao mùa với nguyên nhân là nhiễm virus. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể như hệ hô hấp, phổi hay ruột. Vì vậy, điều dưỡng Linh khuyến cáo người dân cần lưu ý sức khỏe, nhất là đợt dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trí Thức, khoa bệnh lây đường tiêu hóa cho biết, sốt siêu vi còn tên gọi khác là sốt virus do nhiễm phải loại virus hay là siêu vi trùng. Đây được xem là bệnh cấp tính hay gặp ở trẻ em và người già, có hệ thống miễn dịch yếu hoặc là suy giảm theo thời gian. Hiện nay chúng ta có rất nhiều loại chủng virus gây bệnh sốt siêu vi tiêu biểu như là adenovirus, rhinovirus, enterovirus. Tùy thuộc vào mỗi chủng loại, chúng sẽ gây ra những bệnh khác nhau. Mặt khác, sốt siêu vi có nhiều chủng khác nhau nhưng triệu chứng khá tương đương, bác sĩ Thức nói. Theo điều dưỡng Khánh Linh, bệnh thường kéo dài 1 đến 2 tuần. Trong thời gian này, bạn có thể gặp một số triệu chứng như sốt cao đột ngột, nhiệt độ tăng lên từ 38 đến 39 độ C, có khi tăng lên 40 đến 41 độ C. Đau đầu, cảm giác chao đảo, cây cuồng kèm theo cơn nhức đầu dữ dội. Tiếp đến là có dấu hiệu viêm đường hô hấp, ho nhiều, chảy nước mũi, hắt hơi, hay ớn lạnh, mệt mỏi, đau nhức cơ, hệ tiêu hóa gặp vấn đề như là tiêu chảy, đau bụng. Ngày nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được phương pháp điều trị đặc hiệu cho sốt siêu vi. Chúng ta chủ yếu điều trị triệu chứng, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể. Bác sĩ Thức cho hay, khi gia đình có người mắc bệnh nên chú ý những điểm sau. Nên hạ sốt, uống paracetamol, lau người bằng nước ấm, mặc quần áo thoáng mát. Chúng ta nên uống nhiều nước, bù nước điện giải bằng uống orizon, nước hoa quả, nên nghỉ ngơi nhiều. Tiếp đến nên ăn những chất dễ tiêu như là cháo. Các chủng virus là tác nhân chủ yếu gây sốt trong căn bệnh này nên hoàn toàn có khả năng lây lan từ người này sang người khác. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.